Những cái tâm bất thiện nó thuộc về những cái tâm hạ liệt,
thì cái tâm nào mà được khởi lên nhiều thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Và khi mà mình có những cái hành động về thân khẩu ý mà nó đi kèm với những cái tâm thiện thì nó sẽ để lại những nghiệp thiện. Những cái hành động nào của thân khẩu ý nó đi kèm với cái tâm bất thiện thì nó để lại cái nghiệp bất thiện. Thì chính vì khi mà phân biệt được danh pháp rồi thì cái người đấy được gọi là người có chánh kiến. Chánh kiến bởi vì cái người đó phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà. Còn khi mà mình chưa hiểu về tâm thức, mình sẽ không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là mê, đâu là ngộ, đâu là ô nhiễm, đâu là thanh tịnh. Vì vậy cho nên là cái tầng tuệ đầu tiên gọi là danh sắc phân tích trí, hay còn gọi là trí tuệ phân tích được danh và sắc. Thì cái người mà phân tích được sắc pháp thì nó phá vỡ được cái tưởng sai lầm, cái tưởng chi sai lầm về tất cả những cái gì thuộc về vật chất. Còn cái người mà phân tích được danh pháp ấy thì nó sẽ phá vỡ ra được những cái tưởng chi sai lầm thuộc về linh hồn. Con người sẽ không còn nghĩ rằng là nó có một cái linh hồn trường cửu ẩn núp ở trong cái thân này nữa, mà người ta sẽ biết ra là danh nó nương vào các căn và nó hướng đến các cái cảnh trần, và nó tùy theo cái sự nhận thức, sự hiểu biết, sự tác ý mà nó khởi lên những cái thiện và bất thiện. Vì vậy tu tập để phân tích được danh, có hiểu được danh rồi thì lúc đấy mới phân tích ra được cái danh tốt và danh xấu rồi, thì lúc đấy mình mới biết là cần phải phát triển những cái danh cao thượng, cái danh thiện, danh hướng thượng ấy, để nó mạnh mẽ lên và nó tiêu diệt những cái danh bất thiện. Thì đấy là cái, cho nên là cái việc đầu tiên là cần phải phân biệt được cái danh pháp này. Thì trong cái pháp mà thực hành về về thiền thì sẽ có hai cái hạng người hành thiền, đó là một cái người hành trực tiếp vào thiền quán, hai là người hành thiền chỉ quán. Thì cái người mà trực tiếp vào thiền quán ấy thì cái người đấy cũng phải lúc bắt đầu thực hành thì cũng phải phát triển chánh niệm. Từ cái chánh niệm đấy nó sẽ phát triển thành một cái mức định tương đối, tức là ở cái mức định như là cận hành định hoặc là sát na định, thì vị đó cũng phải có được một cái định như thế. Cái định này nó có cái tác dụng là nó chế ngự 50 triền cái: tham dục sân, hôn trầm, thủy biên, trạo hối và hoài nghi. Thì làm cho cái tâm nó thanh tịnh rồi, và với cái tâm nó định tĩnh đấy, thanh tịnh đấy, vị đó cũng có thể phân tích được các cái danh sắc này. Còn một hạng người thứ hai là thực hành thiền chỉ quán thì phát triển cái mức định đến mức tối cao, như là vào đến các tầng thiền sắc giới hay là vô sắc giới, thứ thiền bất định. Khi mà đã phát triển được cái các tầng thiền rồi thì cái tâm ấy nó rất là định tĩnh trong sáng. Thì với cái tâm định tĩnh trong sáng đấy, thì cái vị đấy có thể thấy được cái danh pháp một cách rất là dễ dàng, rất là rõ ràng. Và trong cái quá trình mà thực hành các cái tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái vị đấy đã có được một chút kinh nghiệm về cái pháp thực hành phân tích về danh pháp khi mà vị đó được kiểm tra năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Thì đó khi bắt đầu vào đến sơ thiền hơi thở là đã được phân tích năm cái danh pháp rồi. Đó là cái danh, cái tâm tầm hướng và đặt tâm vào tự tướng rồi. Đấy là một cái đặc tính của danh tâm. Vậy thì mỗi ở các cái lỗ tâm thì nó đưa vào các căn khác nhau. Một cái người mà phân tích các danh thiền thì vì đó đã biết được cái căn cứ vật lý của cái tâm thức đấy. Nhưng tâm nó không thể nào mà nó sinh lên mà nó không có cái chỗ nương tựa, không có cái căn của nó, cái căn môn. Vậy thì người đã thực hành thiền định là cái ý thức nó chú tâm vào đối tượng thì bị đó phải biết được ý thức nó sinh khởi ở đâu. Cho nên là khi một người mà vào đến sơ thiền thì sẽ vì đó cần phải hướng tâm xuống cái vùng tim, được gọi là cái vùng ý môn hay là cái vùng pavaka. Pavaka tức là cái tâm hữu phần, nó an trú ở trong cái sắc trái tim ấy.
vì đó phải hướng tâm xuống đấy để thấy được cái tâm, nó một cái dòng tâm nó ở đấy nó sinh lên. Tâm nếu nó sinh lên thì nó phải có căn, có cảnh. Căn là nó ở bên trong mình và cảnh là cái cảnh nó ở bên ngoài, nó hướng vào cảnh. Vậy thì tâm là cái ý môn thì nó hướng về, nó ở trái tim và nó hướng về cái cảnh. Như là một người hành thiền thì cái tợ tướng ấy là cái cảnh. Hoặc là hàng ngày các cái tâm thức của mình nó sinh lên, nó cũng nương vào căn, vào cảnh. Vậy thì một cái người cần phải biết được các cái tâm nó sinh lên ở các cái căn nào, nó hướng đến các cái cảnh gì. Ví dụ như là mắt mình nhìn một cái cảnh đó thì là căn của nó là nhãn thức, nó nương vào cái nhãn tịnh sắc nó ở trong con mắt, thì nó phải hướng vào cái cảnh trần là cái cảnh sắc pháp ở bên ngoài. Thì cái tâm nó mới sinh khởi. Và nó sinh khởi cái tâm tốt hay tâm xấu là do cái sự tác ý của mình, do cái sự nhìn nhận, cái sự hiểu biết của mình về đối với cái cảnh trần, cái quan điểm của mình đối với cái cảnh mà nó đang ở trong cái tâm mình đấy, thì nó sẽ khởi lên những cái tâm trạng khác nhau. Vậy thì cái phân tích danh thì mình mới hiểu rõ là được cái tâm thức của con người nó là như thế, các cái trạng thái sinh khởi nó là như thế, nó đoạn diệt như thế, nó có những cái tâm tốt tâm xấu như thế, nó tạo cái thiện nghiệp ác nghiệp như thế. Và mình muốn giải thoát ra khỏi những cái vô minh tham ái chấp thủ thì cũng mình cũng nương vào cái sự phân tích danh sắc này, danh này mình sẽ biết được cái cách nào cần phải làm gì để đoạn trừ được những cái phiền não này. Vậy thì bây giờ đấy là cái sự thực hành thiền tuệ. Vậy thì muốn phân tích được danh, muốn hiểu được danh thì cần phải làm như thế nào? Vậy nên là thế nào là thực hành thiền tuệ phân biệt danh? Thì cái người thực hành thuần quán thì tu chứng là cái người không tu chứng các tầng thiền định, còn người được thực hành chỉ quán thì phải tu chứng qua các tầng thiền định. Thì trước khi phân biệt danh, vị đó phải nhập thiền. Dù cái vị mà thực hành thuần quán thì vị đó cũng phải chú vào một cái đề mục thiền của mình để đạt đến cái cận định. Phải khi mà muốn thấy được danh ấy, thì cái phải vị đó phải phát triển được một cái tợ tướng, tức là trong tâm vị đó nó phải tỏa sáng lên. Thì nhờ cái ánh sáng của trí tuệ đấy, tỏa sáng rực rỡ đấy, thì cái vị đấy mới thấy được danh pháp. Còn nếu mà vị đó mà chưa phát triển được cái tâm mà không có định thì vị đó sẽ không có phân tích được danh một cách rõ ràng. Vị đó chỉ phân tích một cách mơ hồ trên cái sự khái niệm. Thì phân tích trên cái khái niệm đấy nó chỉ là một cái sự tưởng chi, một cái sự hiểu, giống như là một người học trên pháp học, mà nó không đi đến cái sự chứng ngộ, nó không đi được, nó không đạt được cái sự giác ngộ. Còn nếu như một cái người mà tuệ chi thì cần phải có cái ánh sáng trí tuệ tỏa sáng rực rỡ, vì đó thấy được danh pháp như nó thật sự là vì nó thấy được căn, thấy được cảnh, thấy được sự sinh khởi của nó. Thì lúc đấy vị đó mới thực sự là thấy pháp, thấy các cái danh pháp này thông qua các cái đặc tính của nó. Thì nhập vào tầng thiền rồi, sau đó vị đó xuất ra khỏi tầng thiền thì vị đó có thể phân biệt danh bằng giống tương tự như là phân biệt các chi thiền. Như một người hành thiền định đã thực hành các cái chi thiền ấy, phân tích các chi thiền, khi chứng sơ thiền thì vị đó phải nhập vào một cái tợ tướng, sau đó xuất ra khỏi cái tầng thiền và phân biệt năm chi thiền. Cái nimitta xuất hiện ở nơi ý môn, rồi có một cái dòng tâm nó từ ý môn đấy nó hướng về tự tướng. Thì cái vị đó muốn thấy được danh ấy, là phải biết được danh nó ở căn ở cảnh ấy, và nó có cái dòng tâm thức nó hướng về. Thì cái thiền chi tầm là cái đặc tính hướng và đặt tâm là tự tượng, đấy là một cái dòng hướng tâm. Tâm lúc nào nó cũng đi tìm một cái đối tượng nào đấy, tâm nó muốn khởi lên thì nó phải đi tìm cảnh, tìm cảnh. Thì tầm có nghĩa là nó hướng vào, nó tìm vào đối tượng, nó hướng vào đối tượng. Tứ khi mà nó bắt được cảnh rồi thì nó sẽ duy trì tâm ở trên đấy, thì cái tâm mà nó giữ chặt cái đối tượng đấy thì được gọi là một cái tâm tứ. Một cái hỉ là cái tâm nó thích thú cái đối tượng đấy, cái nạc là cái tâm nó thoải mái dễ chịu với đối tượng, và một cái nhất tâm
đó là nó an trú nặng nề trên đối tượng này. Nên thì đấy là những cái đặc tính của những cái tâm mà một cái thiền sinh sơ cơ nhất đã được thực hành trong cái lúc thực hành thiền định. Và bây giờ thực hành thiền tuệ thì vị đó sẽ phân tích danh cũng tương tự như thế, bắt đầu phân tích mở rộng hơn. Thì đầu tiên vị đó sẽ được phân tích ở cái trạng thái của sơ thiền. Thì ở sơ thiền ấy, nó sẽ có tất cả là 34 cái tâm, 34 trạng thái, 34 cái trạng thái của cái tâm sơ thiền. Với một cái người mà trú ở trên một cái tầng thiền thì cái tầng thiền đấy nó là một cái tâm thiện. Cái tâm thiện này nó thuộc về tâm thiện sắc giới. Thì nó cũng tương tự như các cái tâm thiện. Các cái tâm thiện ở dục giới thì nó cũng có 34 tâm này. Nhưng mà cũng có khi thì nó chỉ có 32 tâm, có khi nó 33 tâm, cũng có khi nó tới 35 tâm. Nhưng mà ở cái tâm sơ thiền ấy, thì nó luôn luôn là một cái trạng thái có đầy đủ 34 tâm, 34 tâm của sơ thiền. Thì vì đó sẽ phân tích từng cái tâm một để hiểu ra các cái trạng thái khi mà mình đang trú trên một cảnh này. Ở một cái trạng thái tâm này nó có 34 cái trạng thái tâm khác nhau. Vì đó phải phân tích từng cái trạng thái một, đó là tâm vương và tâm sở. Ví dụ như là đầu tiên là cái tâm thức, hay là cũng gọi, thường thường hay gọi nó là tâm vương. Nó có cái đặc tính đó là nó nhận biết đối tượng. Thức là thế, nó hướng về đối tượng. Thức là biết, biết đối tượng này. Đấy là gọi là cái tâm thức. Mà cái tâm nó này nó có những cái dòng tâm nó cứ khởi lên và nó nhận biết đối tượng liên tục. Rồi sau đó nó có cái tâm xúc, là sự tiếp xúc với đối tượng. Tâm nó phải có cái sự tiếp xúc với đối tượng. Tâm của mình nó hướng đến đối tượng, nó tiếp xúc, nó đập vào đối tượng này. Rồi nó có cái thọ, là cái sự trải nghiệm đối tượng. Là khi mà nó tiếp xúc với đối tượng rồi thì nó sẽ trải nghiệm đối tượng này là cái đối tượng ưa thích hay là cái đối tượng không ưa thích. Cái đối tượng này là cái đối tượng mình cảm thấy thoải mái dễ chịu hay là cái đối tượng này cảm thấy khó chịu. Khi mình tiếp xúc với bất cứ một cái đối tượng nào, mình cũng sẽ có cái sự trải nghiệm như thế. Trải nghiệm đó là mình thích hoặc là không thích, hoặc là dửng dưng, hoặc là chán ghét. Cũng giống như mình tiếp xúc với một người khác vậy. Một là mình thích, hai là mình không thích, ba là mình ghét. Thì các cái đối tượng nó tác động vào trong tâm mình. Bất cứ một đối tượng gì nó cũng thế. Nó cũng phải có những cái trạng thái. Đó là ưa thích, hoặc là chán ghét, hoặc là bình thường, dừng dưng. Thì đấy nó gọi là cái cảm thọ, trải nghiệm đối tượng. Tưởng là ghi nhớ đối tượng. Thì một cái đối tượng nào mà lần đầu tiên nó tác động vào trong tâm mình, thì bắt đầu là mình sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là mới lạ, rất là mới mẻ. Và cái gì mà nó mới mẻ, cái gì đó mới lạ đó, mình sẽ có cái sự để tâm và ghi nhớ nó. Thì cái trạng thái đấy là ghi nhớ đối tượng, đấy là tưởng. Và khi lần sau mình gặp lại nó thì mình nhận ra nó là một đối tượng đã quen thuộc. Thì mình gặp lại một cái cảnh gì mà mình đã từng gặp, mà mình nhớ lại được nó, mình nhận ra nó. Cái sự nhận ra nó đấy là cái tâm tưởng. Và cái lần đầu tiên mình gặp một cảnh gì đó, mình ghi nhớ nó, ghi nhớ cái đối tượng đấy ở trong tâm. Đấy thì nó được gọi là tâm tưởng. Tưởng là cái, một cái trạng thái ghi nhớ để nhận ra cái đối tượng đó. Tư là cố ý, cái một cái sự đốc thúc vào trong đối tượng. Cái tâm của mình nó có cái sự cố ý thúc, nó có một cái sự đốc thúc vào cái đối tượng đấy, cố ý làm một cái việc gì đó. Nhất hành là an trú nặng nề trên cái đối tượng đấy. Mạng quyền là duy trì các tâm cùng sinh trong cái sát na đấy, nó duy trì tất cả các cái tâm đó an trú, các cái tâm đó sinh khởi trên một cái sát na. Có cái tác ý là hướng tâm, nèo nái tâm vào đối tượng. Thì chỉ là
trong tất cả các cái tâm lại mình nhận biết một cái cảnh gì nó cũng đầy đủ tất cả những cái tâm ấy, nó khởi lên. Thì tám cái tâm này nó được gọi là một cái được gọi là tâm vương, và tất cả những cái tâm khác còn lại nó được gọi là các cái tâm sự biến hành. Biến hành vì nó tất cả các cái tâm dù là ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới hay tâm siêu thế, không loại trừ bất cứ một tâm nào, bất cứ một cái tâm thức nào nó khởi lên hay một cái tâm vương nào nó khởi lên thì nó cũng có bảy cái tâm sở này, xúc thọ thường tư nhất hành mạng quyền tạm ý này nó khởi lên theo. Những cái tâm này được gọi là biến hành là vậy, vì không có một cái sự một cái cảnh nào nó tác động vào các căn mà nó không có những cái tâm sở, đó là có cái sự tiếp xúc với đối tâm, tiếp xúc với cảnh, có cái sự trải nghiệm, có cái sự ghi nhớ, có cái tư, nó là cái sự cố ý hướng vào đối tượng, có cái nhất hành an trú trên đối tượng, có cái mạng quyền duy trì, các cái tâm nó cùng sinh lên và có cái sự tác ý, nó nèo nái đến cái đối tượng đấy, nó nái cho cái tâm để đi thẳng vào đối tượng. Nó giống như cái tâm tác ý nó giống như là cái bánh lái của một cái con thuyền, cái con thuyền này nó muốn đi đến một cái bến bờ nào đấy thì nó phải có cái bánh lái để nó lái cho cái con thuyền đó cập vào đúng cái bến mà nó cần đến. Thì cái tâm tác ý nó cũng vậy, nó cũng nèo nái cho cái tâm của mình nó đi đúng vào đối tượng. Bây giờ mình có rất nhiều cái đối tượng, nhưng mà cái tâm của mình nó lựa chọn những cái đối tượng nào để nó an trú vào thì nó cần phải có cái sự tác ý đấy, thì nó phải nèo nái cho cái tâm nó bắt lấy cái cảnh đấy. Ví dụ như là trong cái lúc bây giờ mình ngồi thiền và mình muốn tác ý đến hơi thở thì cái tâm của mình nó có rất nhiều đối tượng mà nó muốn suy nghĩ, nó muốn nghĩ chuyện này, nó muốn nghĩ chuyện kia, nó có cái sự rằng chén, nó có cái sự cuốn hút, nó có cái sự lôi kéo như vậy. Thì bây giờ mình cần phải nèo nái cái tâm của mình, mình cần phải làm cho cái tâm của mình nó từ bỏ những cái đối tượng khác mà nó hướng thẳng vào một cái đối tượng, đó là hơi thở vào ra. Hay là mình cứ hay gọi là phải có tác ý đến hơi thở đấy, tức là mình phải lái cái tâm mình vào hơi thở, bắt cái hơi thở, nhắm thẳng vào hơi thở để cho cái tâm nó trú trên nó. Thì nó đấy là những cái tâm mà mình khi nó bắt một cái cảnh nào nó phải có bằng cái tâm này, cho nên nó gọi là biến hành tâm sở. Các cái tâm sở biến hành không thể nào thiếu, mỗi khi tâm mình bắt một cảnh thì không thể nào thiếu bằng đấy cái tâm khởi lên đấy. Đây là những tâm sở biến hành, và cái thức được gọi là tâm vương. Một cái tâm nó đi đầu, nó sinh lên đầu tiên. Một cái tâm nó khởi lên đầu tiên khi nó nhận biết đối tượng, và khi nó khởi lên một cái tâm thức rồi thì bằng này tâm nó sẽ đi theo, còn thiện hay bất thiện thì nó còn tùy theo cái sự còn tùy theo các cái tốc hành tâm của mình khởi lên. Và tiếp theo nó là đến các cái tâm sở tợ tha. Các cái tâm sở tợ tha này là nó có lúc nó sinh lên, có lúc nó không sinh lên. Nó có thể đi với tâm này nhưng nó chưa chắc đã đi với những tâm khác. Thì được gọi là các tâm sở tự tha. Tầm là hướng và đặt tâm vào tự tượng, tứ là bám sát với tự tượng, thắng giải là quyết định trên cái đối tượng đấy. Cần là nỗ lực trên đối tượng, hỉ là thích thú trên đối tượng, dục là ước muốn đối tượng. Đây được gọi là những cái tâm tự tha. Tha là có 6 cái tâm sở, 6 cái tâm sở tự tha, gọi là cái tâm biệt cảnh. Biến hành và cái tâm này biệt cảnh, tức là tùy theo những cái cảnh nào mà thích hợp với nó thì nó khởi lên, những cái cảnh nào mà không thích hợp với nó thì nó không khởi lên. Ví dụ như thiền chi tầm, tầm là đi hướng tâm, đi tìm kiếm đối tượng. Nhưng mà có những cái đối tượng nó không cần tìm kiếm. Ví dụ như khi mà cái tâm nó đạt đến cái sự vững vàng, vững chắc, như là một cái người đạt đến cái trạng thái của nhị thiền, thì cái tâm nó đã vững vàng vững chắc là nó không cần, nó an trú một cái sâu sắc ở trên đối tượng rồi, tam thiền tứ thiền những cái trạng thái đấy thì nó không cần đi tìm kiếm nữa, vì cái tâm nó đã vững vàng rồi, nó có thể an trú mà nó không cần phải hướng lên nữa. Tứ vậy là bám sát lại đối tượng, nhưng mà cũng có lúc nó không cần bám sát nữa, nó tự nó có cái định lực nó duy trì trên đối tượng rồi. Còn thắng giải là cái tâm mà nó thấy đối tượng nó có cái sự quyết đoán, quyết định trên đối tượng,
mà nó không do dự. Còn những cái tâm gì mà nó có cái sự do dự thì nó không thắng giải. Cần là siêng năng tinh tấn trên đối tượng, nỗ lực hướng vào đối tượng. Hỷ là thích thú với đối tượng, dục là ước muốn đối tượng. Nhưng mà cũng có đối tượng tâm nó không có hoan hỷ thì nó không có hỷ. Có những cái tâm mà nó không có cái sự ước muốn mà nó vẫn khởi lên một cách như là cái tâm phóng dật, nó cứ đi lang thang như vậy, thì nó được sau cái tâm này nó được gọi là tâm biệt cảnh. Và tiếp theo nữa là nó có những cái tâm tịnh hạ, nó có cái tâm những cái tâm thiện thì nó sẽ sinh lên những cái tâm tịnh hạ. Nên nó còn gọi là 19 cái tâm tịnh hạ. Tín là một cái đức tin, tin tưởng vào đối tượng. Thế là lúc đấy mình phải phân tích ra được ở trong cái tâm ấy, nó có cái niềm tin. Đối với tất cả những cái tâm thiện thì nó sẽ có những cái tâm này nó khởi lên. Còn những cái tâm trước kia nó khởi lên cả với thiện và bất thiện. Đối với những cái tâm như là thức xúc thọ hành tưởng như này, bằng quyền tác ý này, thì ở tâm thiện nó cũng khởi lên, ở tâm bất thiện nó cũng khởi lên. Hay là cái tâm tầm tứ thắng giải cần hỷ dục này, thì đôi khi ở tâm thiện nó cũng khởi lên và ở tâm bất thiện nó cũng khởi lên. Nhưng mà khi mà đến cái tâm từ kỳ đến tâm thiện ấy, thì nó sẽ khởi lên những cái trạng thái tâm như là tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả này. Còn ở cái tâm bất thiện thì nó không có những cái tâm này, nó không có những cái tâm nó khởi lên như là tín, đức tin, tin tưởng vào đối tượng. Như là ở những cái tâm bất thiện ấy thì nó chỉ là những cái tà kiến thôi, nó chỉ khởi lên những cái tâm vô minh si. Nhưng mà mình tin một cái đối tượng mà nó tin đúng ấy, thì nó mới là niềm tin. Còn khi mà mình khởi lên một cái niềm tin sai đối tượng thì đấy nó không gọi là tín nữa, mà đấy nó gọi là si. Cái sự si mê một cái đối tượng nào đấy thì nó không phải là tin, mà đấy là mình mê muội. Cho nên là với các cái tâm bất thiện đấy, mình chạy theo, mình tham ái dính mạng với một cái đối tượng khác, mình bị lừa dối, đấy là do cái sự si mê của mình, chứ không phải là niềm tin. Mà cái niềm tin vào một cái đối tượng đó là cái mình có cái tâm hiểu đúng đối tượng thì nó mới khởi lên được cái niềm tin với đối tượng. Đó là có tín, có chánh niệm, có ghi nhớ đối tượng, có tàm là hổ thẹn tội lỗi. Đối với cái tâm thiện nó sẽ khởi lên cái trạng thái nó là tàm. Khi mà mình đang làm một cái việc thiện mà cái tâm nó khởi lên bất thiện một cái là mình phải ngăn chặn, phải chế ngự nó đi ngay. Chế ngự nó mà mình không chấp nhận nó, đó là nó cái tâm biết hổ thẹn tội lỗi. Nên cái người nào mà càng làm nhiều việc thiện rồi, khi mà người ta vô ý làm một cái việc bất thiện, người ta sẽ bức rứt, người ta sẽ ăn năn, người ta sẽ cảm thấy nó hổ thẹn. Còn những cái người mà người ta làm việc thiện nhiều thì cái tâm này nó lại yếu đi, cái tâm tàm quý nó yếu đi. Để đến lúc mà người ta cảm thấy rừng rưng, cảm thấy tự nhiên, cảm thấy làm việc bất thiện là cái bình thường. Nhưng mà cái người mà người ta thường hay giữ giới và người ta có ý thức để mà giữ giới rồi thì người ta rất là hoan hỉ cái điều đó. Nếu như người ta giữ được giới, 5 giới hay là 8 giới mà thành tựu rồi, lúc đầu cảm thấy nó khó chịu. Nhưng mà khi mà cái tâm nó đã chấp nhận rồi, nó hiểu được cái lợi ích của nó rồi, nó có trí tuệ, nó biết cái sự giữ giới này là cao quý rồi, thì lúc đấy cái tâm nó cảm thấy hân hoan an lạc. Mà một cái lúc nào đó mà cái tâm bất thiện nó khởi lên và nó làm cho vị đó phạm một cái giới gì đó, thì cái vị đó sẽ cảm thấy nó hối lỗi. Thì đấy là cái tâm tàm. Cái tâm tàm này nó mạnh, do cái tâm thiện nó khởi lên thì cái tâm tàm này nó sẽ rất mạnh, nó hổ thẹn, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy tự trách mình. Và cái người nào mà làm việc bất thiện nhiều thì lại cảm thấy bình thường, dường dư. Người nào mà làm những cái việc xấu mà không cảm thấy hối lỗi thì đấy là cái người cái tâm bất thiện của họ mạnh, còn cái tâm thiện nó yếu. Còn những người nào mình cảm thấy có phạm bất cứ một lỗi lầm gì và mình cảm thấy nó bất an, cảm thấy nó hối hận là do cái tâm thiện nó mạnh. Tâm quý là cảm thấy nó ghê sợ, mỗi khi làm xong một việc tội lỗi bất thiện nào đấy cảm thấy nó ghê sợ. Những người mà đang an trú trong thiền, tự nhiên một cái
triền cái nó nén nổi và nó khởi lên là bị nó cảm thấy nó hối hận và ghê sợ luôn, thì nó sẽ tìm mọi cách chấn an nó, ức chế nó và ác ý diệt trừ nó, chứ không để cho nó khởi lên hay ở trong tâm. Vậy cho nên là khi mà ở trong tâm thiền thì những cái đạo này nó sẽ rất là mạnh, tín niềm tin rất là mạnh, niệm tức là cái chánh niệm ghi nhớ đối tượng rất là mạnh, không quên, tàm cái sự hổ thẹn rất là mạnh và quỷ cũng rất là mạnh, vô tham không tham muốn và không dính mắc. Trong cái trạng thái tâm thiện thì nó không có cái sự dính mắc, không có sự tham muốn, tâm vô tham vô sân và không tức giận trên đối tượng, không tham, mặc dù cái tâm nó chú trên đối tượng nhưng nó không tham, mà nó chú trên đối tượng nhưng nó không sân. Nó khác với lại những cái cảnh mà cái tâm bất thiện nó khởi lên. Cái tâm bất thiện nó khi nó chú trên đối tượng này, thì nó có thể tham ái cái đối tượng, dính mắc cái đối tượng, nó có thể sân giận trên cái đối tượng. Còn đối với cái tâm thiện ấy, mặc dù nó chú trên đối tượng nhưng nó không tham ái cái đối tượng, nó không có tức giận trên cái đối tượng này. Bây giờ một người mình chú tâm vào hơi thở, mình có thể duy trì tâm trên hơi thở 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, có thể suốt từ ngày này sang người khác, nhưng mình không khởi lên cái tâm tham ái đối với cái hơi thở này. Vậy thì cái đối tượng gì nó làm cho tâm mình đi tham thì nó sẽ khởi lên những cái tâm thiện cao thượng này. Còn nếu cái đối tượng gì mà nó làm cho mình khởi lên cái tham ái dính mắc thì cái đối tượng nó làm cho mình trở nên hạn nhiệt. Ví dụ mình đang ngồi đấy nhưng mà mình lại nó đang chú tâm là hơi thở thì nó rất là vô tham vô sân và cái tâm hành xả nó rất là mạnh. Nhưng mà lúc đấy bắt đầu cái tâm nó vọng tưởng đến một cái đối tượng khác, ví dụ như nó vọng tưởng đến một cái cảnh sắc đẹp, hay là cảnh vọng tưởng đến một cái cảnh về tham dục, như là về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về vật chất, hay là về tiếng khen, hay là về những món ăn, thì lúc đấy tự nhiên mình sẽ khởi lên cái tâm tham, tham ái ngay với cái đối tượng đấy. Cái đối tượng ấy nó tưởng lên ở trong tâm, nó đã khởi lên tâm dính mắc rồi. Rồi hoặc là mình khởi lên những cái đối tượng mà mình không ưa thích, chán ghét, thì mình khởi lên tâm sân. Nhưng mà trong những cái đối tượng thiện ấy, nó sẽ khi mà cái tâm thiện nó khởi lên thì mình chú tâm trên cái đối tượng mà nó lại duy trì tâm ở trên đấy, nhưng nó vẫn là vô tham vô sân hành xả, giữ tâm xả trên đối tượng, cái tâm trung bình, không có dính mắc và không tức giận. Đó là những cái tất cả các cái tâm thiện nó đều có những cái trạng thái như vậy, vô tham vô sân hành xả. Hay là bây giờ một cái tâm thiện mình làm một cái việc thiện ở cái cảnh dục giới nó cũng như thế. Ví dụ như bây giờ mình tẩy lễ Phật một cái, trong tâm mình nó cũng có những cái tâm thiện nó khởi lên, có tín, có niệm, có tàm, có quý, vô tham vô sân hành xả. Hay là bây giờ mình làm cái việc như là mình bố thí cho một người khác, thì ngay trong lúc đấy các cái tâm thiện tịnh hảo này, cái tâm thiện cao thượng này nó cũng khởi lên, nó cũng đức tin nó khởi lên, có niệm, có tàm, có quý, vô tham vô sân hành xả. Nhưng mà các cái tâm ở cái cảnh dục giới thì nó khác với những tâm ở cảnh sắc giới. Đó là những cái tâm ở cái cảnh dục giới nó không duy trì được lâu. Đó là mình có thể khởi lên một cái tâm thiện, nhưng là cái tâm thiện đấy nó yếu ớt, nó mong manh, nó thường bị những cái tâm bất thiện nó nén nổi vào và nó nấn át. Đó vì vậy cho nên là những cái thiện nghiệp gì mà ở cái cảnh dục giới nó không mạnh, cho nên là khi nó trổ quả nó cũng cho cái quả nó không mạnh, nó không cho quả mạnh bằng những cái tâm ở cái cảnh sắc giới. Các cái tâm thiền sắc giới này thì ví dụ mình chú vào một tâm thiền, mình có thể 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liên tục như vậy mà cái tâm nó khởi lên không bị gián đoạn. Cho nên là những cái tâm thiện này nó để lại những cái thiện nghiệp rất là mạnh. Cho nên là sau khi đó những cái tâm này nó trở thành, nó cho quả thì nó sẽ cho ra một cái quả rất là lâu dài. Là chính là vì cái tâm của nó mạnh mà. Và đằng sau khi mà mình có những cái tâm thiện đấy nó khởi lên thì nó cũng có những cái tâm như là tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu tâm, nhu tâm, thích thân, thích tâm, tưởng thân, tịnh tâm, tịnh tâm. Tịnh có nghĩa là trạng thái an tịnh của tâm, các cái tâm sở. Tịnh tâm là các cái trạng thái nó an tịnh của tâm, của tâm thức. Thì trong cái lúc cái tâm thiện nó khởi lên vậy, mình cảm thấy cái tâm nó rất là an,
nó rất là an tâm, tức là nó không có cái sự là hổ thẹn, nó không có cái sự ghê sợ, nó không có cái sự đau khổ, nó không có cái sự bứt rứt, nó không có cái ăn năn, nó không có cái sự bất an lo lắng. Bây giờ mình cứ làm xong một cái việc thiện, bất cứ xong một việc thiện thì mình sẽ cảm thấy cái tâm hồn mình nó thơi thới, nó thảnh thơi, nó thích thú, nó hân hoan, nó an lạc. Thế là dù những cái việc thiện bình thường, thì mình làm bất cứ một cái việc thiện gì, mình cảm thấy là mình vừa làm xong một việc tốt thì vậy, mình cũng sẽ cảm thấy ở trong tâm mình nó có một cái trạng thái an ổn nè. Bây giờ mình đảnh lễ Phật xong thì mình thấy tâm nó rất là an, có cái kính lễ Phật hay là mình bố thí hay là giữ giới như vậy, mình sẽ cảm thấy cái tâm này nó rất là an, thì mình đã làm một cái việc đáng làm. Nó có cái trạng thái nhẹ nhàng, khinh là cái trạng thái mà nó nhẹ nhàng của tâm, mình cảm thấy cái tâm mình nó thảnh thơi, nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Nhu là cái sự mềm mại, rồi là cái tâm nó thích thân, thích tâm, là cái tâm của mình nó cảm thấy nó thích nghi, nó dễ sử dụng, thích tâm. Cái tâm sở của mình nó cảm thấy thích nghi. Thuần là cái tâm, cái sự thuần thục, cái tâm nó cảm thấy nó có cái sự tinh nguyện, thuần thục, thuần thân, thuần tâm. Những cái trạng thái đây, những cái trạng thái của các cái tâm thiện nó khởi lên. Chánh thân, chánh tâm, cảm thấy cái tâm mình nó ngay thẳng, chân chánh, chánh tâm của mình nó ngay thẳng, chân chánh. Nên thì những cái tâm thiện nó như thế, cái người nào mà được huân tập những cái tâm thiện ấy, mà được huân tập nhiều ấy, thì tự nhiên trong cái người đấy nó sẽ trở nên ngay thẳng. Từ cái cử chỉ, từ hành động, từ cái lời nói nó cũng sẽ nghiêm trang, nghiêm túc. Đấy là bởi vì những cái trạng thái là chánh thân, cái trạng thái chánh tâm mà nó mạnh. Chánh có nghĩa là cái sự ngay thẳng, cái sự trang nghiêm, cái sự nghiêm túc. Còn những người nào người ta hay làm cái việc bất thiện ấy, hay hướng đến tâm bất thiện nhiều, thì nó chỉ khởi lên cái tâm phóng dật, thì trong cái người đấy nó cũng sẽ bộc lộ ra cái hình tướng ở bên ngoài. Đó là nó có cái sự nhờn nhã, nó có cái sự bỡn cợt, nó có cái sự đùa giỡn, nó có cái sự không ngay thẳng, nó có cái sự cau có, nó có cái sự nhăn nhó, nó có cái khó chịu, nó có cái bực bội, nó có cái âu phiền ở trong đấy. Đấy là vì cái người đấy hay hướng đến cái pháp bất thiện nhiều thì nó thiếu cái này. Còn những người nào mà được rèn luyện những cái tánh thiện nhiều, những cái tâm thiện, tâm chân chánh khởi lên nhiều, thì nó sẽ có những cái trạng thái như vậy, chánh thân, chánh tâm. Những cái người đấy nó sẽ có cái nhu thân, nhu thân, cái tâm của người ta nó trở nên mềm mại, trở nên nhu nhuyễn, trở nên thích nghi, rất là dễ uốn nắn, dễ sử dụng, mà nó có cái sự chánh chân, chánh trực, hay là có cái sự ngay thẳng. Vậy cái người nào mà hay tạo cái thiện nghiệp nhiều, nó sẽ trở nên ngay thẳng như vậy, và có cái tâm tuệ quyền. Tuệ là thấy cái đối tượng một cách rõ ràng mà không mơ hồ. Thì ở các cái tâm sắc giới thì nó luôn luôn có đi kèm với tuệ. Còn những cái tâm mà ở các cái tâm thiện ở cái cảnh dục giới, như là mình làm những cái thiện nghiệp hàng ngày, thì nó có thể nó có tuệ mà cũng có thể nó không có tuệ. Có thể là có nhiều người mình làm việc thiện với một cái tâm đó là mình hời hợt, mình không có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp ấy, thì nó không có tuệ, nhưng mà nó vẫn có những cái trạng thái khác, như là cái tín niệm tàn quý, vô tham vô sân, hành giả tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, khinh thân, khinh tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, và những cái tâm ấy nó vẫn khởi lên. Và nếu như cái người mà làm những cái việc thiện hàng ngày mà có cái sự hiểu biết là cái thiện nghiệp đấy nó sẽ cho lại cái quả tốt đẹp ở trong tương lai, thì nó sẽ có cái tuệ nó đi kèm với cái thiện nghiệp đấy nữa. Còn đối với cái người mà đắc các cái tầng thiền sắc giới thì lúc nào nó cũng có đủ 34 tầng của sơ thiền đấy, và lúc nào nó cũng có trí tuệ đi kèm theo. Thì phân tích tất cả một cái cảnh mà nó đi vào tâm là nó sẽ khởi với một cái tâm thiện khởi lên, là nó sẽ có đầy đủ 34 cái tâm như vậy. Đó là nó có một cái tâm vương và 33 tâm sở, đi theo một cái nội trình.
Nhưng mà tâm không phải là nó sinh lên một cái cách tràn lan hay một cái cách tự do, mà nó sinh lên nó có cái lộ trình của nó, lộ trình của tâm. Nó sinh lên đối, ví dụ như là ý môn của mình với những cái nội tâm thuộc về ý thức. Ý ở đây là cái tâm mà nó khởi lên, mà nó không có sinh khởi ở các cái năm cái căn môn, mà nó sinh khởi ở trong cái tâm ý của mình. Ví dụ các cái căn khác gọi là nhãn nhĩ thị thiệt thân, thì đấy nó thuộc về cái nội ý ngũ môn, nó lấy các cái cảnh trần kia làm đối tượng. Còn cái ý môn của mình thì nó lấy những cái cảnh mà cái cảnh pháp, các cái pháp mà nó đã có thể thấy bằng các cái cảnh trần, mà nó cũng có thể chỉ có tâm thức mới thấy được những cái pháp chân đế, thì chỉ có thấy được bằng ý thức thôi. Thì đối với cái tâm thiền ấy, thì nó sẽ khởi lên một cái nội tâm, đó là một cái ý môn hữu tâm, nó có 12 tâm. Tức là nó có thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, vạn, quyền, đắc, ý, tầm, tư, thắng, giả, cần. Tức là nó sẽ một cái ý môn hữu tâm như vậy. Sau đó nó có một cái tâm chuẩn bị. Chuẩn bị tâm thì nó có đầy đủ cả 34 tâm đấy. Một cái chuẩn bị nhập thiền ấy. Rồi cận hành, bắt đầu nó đi vào cận định. Một cái trạng thái là thuận thứ, một cái trạng thái là nó sẵn sàng vượt ra khỏi cái tâm, cái nội tâm dục giới truyền tộc, bắt đầu là đã vượt ra khỏi cái tâm dục giới và an chỉ là an trú ở trong cái tâm sắc giới. Hình đối với một cái tâm thiền sắc giới thì nó sẽ có những cái lộ trình tâm như vậy. Một cái tâm nó hướng vào đối tượng, khi mà hướng tâm vào đối tượng thì cái tâm ấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Chỉ cần 12 tâm từ cái thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, vạn, quyền, đắc, ý, tâm, tư, thắng, giả, cần, nỗ lực hướng tâm vào đối tượng thôi. Còn sau đó là nó có những trạng thái chuẩn bị nhập định, cận hành, bắt đầu đạt đến định cận hành, thuận thứ là bắt đầu chuẩn bị vượt qua cái trạng thái của nội tâm dục giới chuyển tộc, là vượt qua dục giới và an chỉ là an trú vào tâm sắc giới. Thì cái tâm lộ trình tâm của sơ thiền 34 tâm, nhưng mà lên đến lộ trình tâm của nhị thiền thì nó còn giảm xuống 32 tâm. Ở nhị thiền thì nó là một cái trạng thái, cái định nó rất là vững vàng, nó rất là vững chắc. Còn ở sơ thiền thì cái tâm nó vẫn còn thô thiệt, các cái thiền chi tầm tứ nó mạnh. Cái thiền chi tầm và tứ nó rất là thô, nhưng cái tâm của mình bây giờ nó cứ hướng đi tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia, nó rất là thô. Giống như là một cái người nào mà bây giờ mình đang đi tìm kiếm như cái người bây giờ đi tìm kiếm việc làm, ngày hôm nay đi tìm cái việc này, mai đi tìm việc khác, thì cái người đấy lúc nào cũng năng xăng dao động. Thì cái tâm nó vẫn đi tìm kiếm này, tìm kiếm cái kia, thì cái tâm nó rất là năng xăng, rất là dao động. Nhưng mà khi nào mà mình đã tìm được đối tượng rồi và hài lòng và chấp nhận trên đối tượng đấy rồi, bỏ cái ý định đi tìm kiếm rồi ấy, thì lúc đấy là cái tâm nó rất là tĩnh lặng. Lúc đấy là bắt đầu mình vui vẻ với cái đối tượng đấy. Mình vui vẻ với, thì cái tâm nó vẫn nó đi tìm kiếm đối tượng xong rồi, bây giờ nó hài lòng và chấp nhận đối tượng rồi, nó hoan hỉ với đối tượng rồi, thì không cần đi tìm kiếm nữa. Thì lúc đấy là cái trạng thái tâm của nhị thiền này bạn. Nhị thiền là mình bỏ cái sự tìm kiếm đi, mình an trú ở trên nó, thì bắt đầu định nó vào rất là sâu. Cho nên là nhị thiền nó cũng có những cái trạng thái ý môn hướng tâm, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, truyền tộc và an chỉ. Và an chỉ của nhị thiền ấy, thì nó có 32 tâm là bỏ tầm bỏ tứ đi. Mà cái nội trình tâm của tam thiền là một cái trạng thái tâm thiền, là ở nhị thiền thì nó còn thích thú với đối tượng, nhưng mà đến tam thiền là nó là một cái trạng thái nó không còn phải thích thú nữa, nó chỉ còn có cái sự thoải mái dễ chịu với đối tượng thôi. Như là một cái gì đó mà mình mới đi, có một cái gì đó còn mới mẻ thì mình còn rất là thích thú, nhưng mà mình đã có cái đối tượng đấy, cũng nó trở nên quen thuộc rồi, cái đối tượng nó rất là quý nhưng mà đã quen thuộc rồi, thì mình cũng không còn cảm thấy là phải thích thú nữa, mà mình cảm thấy nó thoải mái dễ chịu rồi. Thì đấy là một cái trạng thái tâm giống như tam thiền, lúc này là cái trạng thái mà mình không còn cái, không cần phải hoan hỉ nữa, mình cần cứ an trú thoải mái ở trong đó.
Đấy là một cái trạng thái của tam thiền. Nó có ý muốn hướng tâm chuẩn bị vận hành thuận thứ chuyển tập và an chỉ. Vậy thì nó còn lại ba mốt tâm là nó bỏ tầm, bỏ tứ và bỏ hỷ. So với nhị thiền là nó không có cái hỷ nữa. Tam thiền và cái lộ trình tâm của tứ thiền, ý muốn hướng tâm chuẩn bị vận hành thuận thứ chuyển tập an chỉ. Thì ở tứ thiền là một cái trạng thái tâm cao nhất, cao thượng nhất. Đó là cũng không có tầm, không có tứ, không có hỷ. Mà cái nạc là cái sự an lạc. Nạc là cái trạng thái mà nó làm cho cái thân tâm cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất, mát mẻ nhất. Nhưng mà đối với cái trạng thái của tứ thiền thì là cũng bỏ luôn cả cái tính nạc đó. Bởi vì tất cả những cái trạng thái như là tầm hỷ hay là nạc này, nó cũng thuộc về một cái trạng thái gọi là tình cảm ưa. Cái nạc nó khởi lên nó khiến cho mình ưa thích, hay là cái hỉ nó chỉ khởi lên nó cũng là một cái trạng thái của cái sự ưa thích. Mà những cái gì mà đã có cái sự ưa thích thì nó cũng sẽ có cái đối lập, nó là có cái sự chán ghét. Nó đều là những cái trạng thái, những cái tình cảm của các cái cảm thọ. Thì những cái trạng thái đấy nó đều là trạng thái làm cho tâm bị động. Còn một cái trạng thái đó là dừng dưng trên đối tượng, cảm thấy nó với một cái tâm thản nhiên, với một cái tâm nó bình thường, thì cái tâm lý đấy nó không bị mệt. Cái gì mà vui nhiều quá nó cũng mệt, mà cái gì mình cảm thấy nó thoải mái, nó có thoải mái nhiều quá thì nó cũng sẽ mệt. Thì những cái trạng thái của các cái tầng thiền như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì nó vẫn còn bị dao động bởi những cái trạng thái như là cái hỷ, thích thú hay là cái nạc, là một cái sự an lạc, thì nó vẫn làm cho cái tâm bị động bởi những cái trạng thái này. Và đến tứ thiền thì bỏ luôn cả cái nạc ấy, thì còn lại một cái tâm xả là cái tâm dửng dưng, là một cái tâm trung bình, là cái tâm rất là bình thường với đối tượng. Thì bây giờ ở các cái tâm dục giới, khi mà mình làm có những cái công việc mình làm, có những cái thiện nghiệp mình làm mà mình có những cái tâm thích thú, nhưng mà cũng có những cái việc đấy mình làm đi làm lại nhiều đời mình cảm thấy nó thản nhiên, thì cái trạng thái thản nhiên đấy gọi là tâm xả. Phải có cái tâm hỷ và có cái tâm xả. Thì ở tứ thiền là vậy, nó là một cái tâm xả. Thì cái tâm nào mà là tâm xả nào được gọi là cái tâm nhẹ nhàng nhất, một cái tâm nó thanh thoát nhất, một cái tâm cao thượng nhất, một cái tâm thanh tịnh nhất, cái tâm đấy nó cũng định tĩnh nhất, cái tâm đấy nó cũng nhẹ nhàng nhất. Thì đấy là cái trạng thái của tứ thiền. Nên nó còn lại 31 tâm đấy, là nó không tầm, không tứ, không hỷ, không lạc, và nó chỉ có xả, cái trạng thái xả là tâm. Thì cái vị một cái vị thiền sinh sẽ phân biệt các cái tâm như vậy. Tuần tự từ sơ thiền lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền, và các cái nội trình tâm nó sinh khởi lên như vậy. Đối với thiền hơi thở xong rồi, tất cả các cái tầng thiền chứng khác, mười quan sinh đa, đất nước lửa gió đen vàng màu trắng anh chán, từ không rồi đến tứ thiền, rồi đến tầng thiền tâm từ, tâm bi, tâm nhị, tâm xả, tất cả những cái tầng thiền định vì đó phân tích hết các cái trạng thái tâm của nó để hiểu ra cái tâm của các cái tâm thiền đấy. Sau rồi đến các cái tầng thiền vô sắc giới cũng phân biệt như thế, các cái lộ trình tâm của nó. Các tầng thiền vô sắc giới thì nó tương tự như các tầng thiền tứ thiền sắc giới, ý muốn hướng tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc và an chỉ, 31 tâm. Sau phân biệt hết rồi, bắt đầu phân biệt đến còn đấy là các cái đề mục thiền về các cái tầng thiền, thiền chỉ, thiền định ấy, thì nó là tầng thiền sắc giới. Nhưng mà còn lại những cái tâm thiền mà nó thuộc về các cái tầng thiền mà nó chỉ đạt đến định cận hành ấy. Ở định cận hành ở đây thì cái nội tâm của nó lại là cái nội tâm thiện dục giới, chứ nó không phải là tâm thiện sắc giới nữa. Ví dụ như là cái vị nào mà vị đó thực hành cái pháp môn gì, khi mà phân biệt được cái trạng thái của tâm này rồi thì vị đó sẽ biết được là mình đang tạo cái nghiệp gì. Ví dụ vị đó an trú vào một cái đề mục thiền mà là thuộc về thiền sắc giới thì là lúc đấy vị đó đang tạo các thiện nghiệp sắc giới.
Còn một cái người nào mà an chú trọng các cái đề mục thiền về chỉ chứng đến định cận hành thì là cái tâm ở định cận hành nó chỉ là tâm thiện dục giới, mà nó không phải là tâm thiện sắc giới hay vô sắc giới nữa. Thì cái tâm đấy nó chỉ là tâm thiện dục giới. Tâm thiện thì nó phải cho ra cái tâm quả. Cái tâm ở cái sắc giới thì nó cho cái quả ở sắc giới, mà cái tâm ở dục giới thì nó phải cho cái quả ở dục giới. Nên cái người nào mà thực hành các cái pháp thiền thì đạt đến cận hành định, như thiền niệm ân Đức Phật, thiền niệm ân Đức Pháp, thiền niệm ân Đức Tăng, thiền niệm giới, thiền niệm thí, thiền niệm thiên, thiền niệm niết bàn, thiền niệm tự chết, niệm vật thực và thiền tứ đại. 10 cái pháp thiền này chỉ đạt đến định cận hành. Định cận hành là cái tâm nó chỉ đạt đến cận định mà nó không đạt được an chỉ định. Vậy là cái tâm nó ở dục giới, vì cái tâm nó phải phân tán, nó nắm bắt nhiều đối tượng trong cùng một lúc. Và các cái đối tượng của nó, các pháp chế định nội trình tâm dục giới thuộc ý môn của các cái tầng thiền định cận hành này, thì nó có một cái ý môn hướng tâm, tức là từ cái thức mà đến cái cần, tức xúc thọ tùy nhân hành mà quyền là ý tầm từ hướng đại cần. Cái ý môn hướng tâm lúc nào nó cũng 12 tâm như thế, tức là tâm hướng đến đối tượng, nó chỉ cần 12 tâm đấy là nó đủ để hướng được đến đối tượng rồi. Còn lại bắt đầu nó an trú trên đối tượng thì nó có các cái chặt chavana. Chavana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái chập chavana nó sẽ sinh khởi lên. Ở cái tâm tầng thiền thì nó không có các cái chập chavana này, mà nó chỉ có một cái tiến trình tâm, đó là chuẩn bị cận hành của thứ truyền tộc và an chỉ. Từ cái tâm từ thấp và nó đi đến cái tâm cao nhất, đó là cái an chỉ, mà nó dừng lại ở an chỉ. Và nó chỉ có cái an chỉ nó cứ khởi lên liên tục tiếp theo sau đó. Còn ở cái tâm thiện ấy, thì nó sẽ khi mình hướng tâm vào đối tượng rồi thì nó sẽ sinh lên 7 chặt chavana. Chavana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cứ thế các cái chặt chavana này là cứ sinh khởi như vậy. Thì nó mỗi cái chặt chavana này nó cũng có 34 tâm hoặc 33 tâm hoặc 32 tâm. 34 tâm đều có hỷ có chi, 33 tâm đều có hỷ mà không có chi, 32 tâm đều không hỷ không có chi. Nó có chi mà không có hỷ thì nó cũng là 33 tâm. Thế thì với các cái tâm tâm dục giới như thế, nó có các cái chặt chavana. Thì tâm nó có thể lấy một cái pháp chế định làm đối tượng, nhưng mà nó cũng có thể lấy một cái pháp chân đế, tức là lấy các cái sắc pháp chân đế làm đối tượng. Thì ở các cái tâm mà nó lấy cái pháp chế định làm đối tượng thì nó sẽ khác với cái tâm mà nó lấy các cái sắc chân đế làm đối tượng. Cái này cái sắc chế định làm đối tượng thì nó có một ý môn là 7 chavana. Còn các cái pháp chân đế làm đối tượng thì sau đó nó có khởi lên những cái tâm đăng khí, hay là còn gọi là những cái tâm thực di nữa. Ví dụ như là tâm mình nó có thể bắt những cái cảnh sắc chân đế, như là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ thiệt tịnh sắc. Thế tất cả những cái sắc mà mình đã từng phân biệt 28 loại sắc, sắc thực và sắc không thực đấy, thì khi mà nó khởi lên tâm thiện, trong cái lúc mà nó mình có những cái tác ý chân chánh thì nó khởi lên tâm thiện. Còn nếu như mình có những cái tác ý không chân chánh thì nó sẽ khởi lên tâm bất thiện. Thì khi mà phân biệt được những cái nội tâm này rồi thì mình cũng sẽ biết được là tại làm sao mà trong cái cuộc sống hàng ngày cũng có lúc mình khởi đến cái tâm thiện, có lúc mình khởi đến tâm bất thiện. Thì cái tâm của mình nó luôn luôn phải bắt cảnh. Có những lúc thì các căn nó bắt cảnh trần, có lúc những lúc mình ngồi đây những cái ý thức của mình nó bắt những cái cảnh pháp, những cái suy tư, những cái hình ảnh, những cái tư tưởng nó khởi đến trong tâm. Khi mà tâm của mình nó suy tư đến bất cứ một cái cảnh gì, nó hướng tâm đến bất cứ cảnh gì mà mình có những cái tác ý chân chính thì nó sẽ khởi lên cái tâm thiện. Thế khi cái tâm của mình nó hướng đến những cảnh gì, bất cứ một cảnh gì mà nó có những cái tác ý không chân chính thì nó sẽ khởi lên tâm bất thiện. Vậy thì mình muốn hiểu ra được những cái tâm thiện tại sao nó sinh khởi thì mình cần phải phân tích các cái tâm này, nhất là ở cái nội tâm dục giới, là cái tâm mà mình thường sống trong cái cuộc sống bình thường hàng ngày, là mình sẽ sống với cái tâm dục giới rất là nhiều.
thì tất cả những chúng sinh ở cõi dục thì nó khởi lên những cái nội tâm ở dục giới này. Tâm thiện dục giới khởi lên có sự tác ý chân chánh, tức là đúng với sự thật, và cũng gọi là như lý tác ý, và có 6 cái cách như lý tác ý đúng với sự thật. Đối với các cái sắc chân đế thì nó có 6 cách tác ý này. Khi mà mình phân biệt một cái nhãn tịnh sắc trên con mắt mà mình chọn một trong 6 cái cách tác ý này khởi lên, đây là nhãn tịnh sắc, thì nó là nhãn tịnh sắc, mình tác ý nó là nhãn tịnh sắc, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái tâm thiện. Mình tác ý đúng như vậy, đây là một sắc pháp, hay sắc này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì bản chất của các cái sắc pháp này nó như thế. Mình nhận thức nó là nó, mình không có nghĩ rằng nó đẹp hay nó xấu gì cả, mà mình biết nó là nó. Vậy thì đấy, nó cũng là một cái tác ý đúng, và nó là một sắc pháp thì đúng. Nó có tính chất vô thường thì đúng, là tất cả các cái sắc pháp nó thuộc về vật chất, nó sinh lên và nó có cái sự diệt đi. Nó có cái tính khổ là nó luôn luôn bị bức bách bởi cái sự sinh diệt đó. Còn nó có cái tính vô ngã, nó là nó không có một cái hình tướng cố định cụ thể nào. Nó không có cái tự ngã nào cả, nó không có cái sự chủ nhân nào ấy. Thì và nó là bất tịnh nữa. Thì sau cách tác ý này được gọi là tác ý chân chính, bởi vì đúng cái bản chất của sắc nó là như thế. Thì những cái tâm thiện đấy nó sẽ khởi lên, hay là ở các cái nội tâm, những cái cảnh trần mình tác ý hàng ngày này, mình nhìn thấy những cái cảnh gì mà mình tác ý đúng thì nó sẽ khởi lên những cái tâm thiện. Còn nếu mà mình tác ý sai thì nó khởi lên tâm bất thiện. Nếu mà mình nhìn thấy hình ảnh Đức Phật, đây là Đức Phật là bậc giác ngộ, thì đúng, đấy là mình đã tác ý đúng, đấy là những cái pháp chế định. Còn đấy, những cái pháp chân đế thì nó khác, còn những cái pháp chế định ở bên ngoài, đây là Đức Phật là một bậc giác ngộ, thì đấy là mình có cái sự tác ý đúng. Còn mình có cái tác ý sai mà, đây là Đức Phật, và Đức Phật là một cái vị thần có thể ban cho mình được những cái điều mình mong muốn, thì đấy là mình tác ý sai, thì nó sẽ khởi lên cái tâm, tính cái tâm bất thiện. Mình tác ý đúng thì nó khởi lên tâm thiện, thì cái người này sẽ phân biệt cái sắc và có cái tác ý đúng thì nó khởi lên cái tâm thiện. Đấy, tâm thiện nó khởi lên thì một cái ý môn hướng tâm 34 tâm. Nếu nó có hỷ có trị 33 tâm, có khi là 32 tâm, và nó có sinh ra 7 cái chamana, chamana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái chamana y như nhau, và sau 7 chamana nó có 2 cái tâm đăng ký, đăng ký nó có khi 11 tâm, 12 tâm, có khi 34 tâm, nó có 2 cái tâm đăng ký, nó sẽ khởi lên sau 7 cái chamana. Đấy là một đối với các cái tâm nó bắt những cái pháp chân đế là đối tượng thì nó mới khởi lên những cái tâm đăng ký, còn nó bắt những cái pháp chế định ở bên ngoài là đối tượng thì nó không có khởi lên hai cái tâm đăng ký, là cái tâm quả này. Hai cái tâm đăng ký là tâm đại quả 34 tâm, tùy theo có hỷ hay không có trí, nó không có một thức, 7 biến hành, 6 biến cạnh, 19 tâm tịnh hằng, 1 tuệ. Đôi khi nó là tâm quả suy xét vô nhân. Cái tâm đăng ký này nó là cái tâm quả, nó là cái tâm quả, thì đôi khi nó là cái tâm quả thiện, đôi khi nó là tâm quả bất thiện, nó cũng khởi lên. Tâm quả thiện như là cái tâm mà tâm tục sinh, tâm những phần của mình, hay là các cái tâm đại quả của mình, nên nó khởi lên là do những cái quả của nghiệp ở trong quá khứ. Còn đôi khi nó khởi lên những cái tâm quả hữu nhân, hoặc là tâm quả vô nhân. Quả vô nhân này là cái tâm của cái tâm suy xét, chỉ có 11 hoặc 12 tâm. Tâm suy xét thì nó khi nó là tâm suy xét quả thiện, có khi là tâm suy xét quả bất thiện. Cái tâm suy xét quả thiện thì nó có cái thọ hình, và tâm suy xét quả bất thiện thì nó có cái thọ xả. Đấy, nó khởi lên. Khi đối với các chavana mà có thọ hỷ thì cái đăng ký nó có thọ hỷ, mà cái chavana mà thọ xả thì cái tâm đăng ký nó thọ xả. Sau một cái chavana thọ yêu thì nó sẽ có cái đăng ký thọ xả. Tức là tâm đăng ký nó chỉ có hai loại cảm thọ, đó là một là thọ hỷ, hai là thọ xả, chứ trong đó nó không có những cái thọ khác. Nếu mà chavana thọ yêu thì nó cũng thọ xả,
À, đó là cái đặc thù của cái tâm năng kỹ. Sau đó vị thiền sinh sẽ lần lượt phân biệt tất cả các sắc thực và sáu căn tương tự như thế. À, đối với các cái sắc không thực cái làm đối tượng thì vị đó chỉ có hai cái cách tác ý, thân biểu chi, không biểu chi. Đó là vị đó chỉ có tác ý, đây là thân biểu chi, đây là sắc sắc. Đối với các cái sắc không thực như là thân biểu chi, không biểu chi, sắc khinh, sắc ngu, sắc thích nghiệp thì nó không có cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh như các cái sắc thực, cho nên là vị đó chỉ có cách tác ý để đúng theo cái sự thật của nó. Tác ý đây là thân điều trì hoặc đây là một sắc pháp thì cái tâm thiện dục giới nó sẽ khởi lên. Thì cái tâm thiện dục giới nó khởi lên để nó có một ý môn hướng tâm. Ý môn hướng tâm nó có 12 tâm thúc xúc thọ từ và có 7 cái chavana. À, một cái tâm thức 7 biến hành và 6 cái biệt cảnh. Nó có 7 biến hành, xúc thọ, tưởng tư, nhân hành, bằng quyền, tác ý, 6 biệt cảnh, tầm tư, thân giải, tầm hỷ dục và 19 tâm tịnh hạ. À, từ tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành trạng. Ở cái tâm tâm thiền sắc giới nó cũng có những cái tâm tịnh hạ. Tức là cái tất cả những cái tâm thì nó thuộc về tâm thiện. Dù là ở thiện dục giới hay là thiện sắc giới hay thiện vô sắc giới hay là cái tâm thiện thuộc về siêu thế. Cái tâm quả thiện, tâm thiện và tâm quả thiện thì nó đều có những cái tâm sắc giới này. Cái tâm tích hảo này, tức là có tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành trạng. Tất cả những cái tâm nó khởi lên và nó khởi lên cái tâm đăng ký. Và sau đó vì đó sẽ lần lượt phân biệt tất cả các cái sắc không thực ở sáu căn cùng với cách thức phân biệt như thế. Sau đó vị nó có thể phân biệt các cái tâm dục giới khác như là tiết chế phần, vô lượng phần. Những cái tâm này nó sẽ thuộc về tâm dục giới, mà những cái tâm này nó cũng nó có ở cả tâm sắc giới. Ví dụ một cái người mà thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả, vì nó đặt đến các cái tầng thiền thì cái tâm đấy gọi là thiện sắc giới. Nhưng mà một cái người mà khởi lên cái tâm từ, nó là mong cho mọi người được an vui, mong cho mọi người thoát khổ đau, mong cho mọi người thoát được an vui hạnh phúc, thoát những cái nỗi nguy hiểm khổ đau về thân và về tâm. Khi mình khởi lên cái tâm như vậy, nó cũng là cái tâm từ mà ở cái tâm dục giới. Hay là bây giờ mình thấy một cái người khác khổ đau, mình khởi lên cái tâm thương xót, mong cho cái người này thoát khỏi khổ đau, thì đó là một cái tâm bi. Thì cái tâm bi mà nó không, nó chỉ khởi lên ở cái sự tác ý bình thường cái này thì nó là cái tâm thiện thuộc về dục giới. Thế nên được gọi là bi vô lượng phần. Nó cũng có những cái người người ta không có chứng thiện nhưng người ta vẫn có cái tâm từ, cái tâm, cái lòng bi mẫn vô lượng, cái tâm từ bi vô lượng. Vô lượng đó là người ta có thể thương được những chúng sinh rất là rộng lớn. Mặc dù người đó không có hành thiện, không có chứng thiện, nhưng người ta vẫn có cái vô lượng phần, cái tâm bi vô lượng. Ví dụ như là vì đó nhập thiền, xuất khỏi thiền, thì đó hướng tâm đến một chúng sinh đang đau khổ, vì đó tác ý là mong cho người này thoát khổ đau. Thế khi mà mình thấy một cái người nào tàn tật, một cái người nào đó đang bị bệnh tật, một cái người nào đó vừa gặp những cái nỗi đau khổ, những cái hiểm nguy, mà mình khởi lên một cái tâm thương xót đến một cái chúng sinh đấy. Hoặc là bây giờ mình chỉ cần tác ý là tất cả chúng sinh đang có những cái nỗi khổ ở trong sinh tử, tất cả chúng sinh đã từng sinh ra, từng chết đi, đang sinh ra, đang chết đi và sẽ sinh ra và sẽ chết đi, thì tất cả những chúng sinh nào mà còn bị chi phối bởi phiền não và chìm đắm ở trong cái dòng sinh tử luân hồi là những chúng sinh đáng thương. Và mình khởi lên như thế, mình sẽ thấy tất cả chúng sinh đều là những chúng sinh đáng thương hết. Thì cái tâm đấy được gọi là tâm bi vô lượng. Dù cái tâm đấy không phải là tâm thiệt, mình chỉ là có cái sự tác ý như thế, nó gọi là bi vô lượng ở tâm dục giới. Thì cái tâm này nó khởi lên thì nó sẽ có một cái lộ trình tâm này. Ví dụ mình thấy một người khổ đau, thương xót một cái, bằng cái tâm nó sẽ khởi lên. Nó có 35 tâm, một ý môn hướng tâm 12 tâm rồi, và nó có 7 chavana. Chavana 1, 2, 4, 5, 6, 7. Để nó có thể có hỷ, có tuệ. Nếu như nó
đầy đủ thì nó sẽ có 35 tâm. Đó là một tâm vương, thức, bảy biến hành. Đó là từ xúc thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền thân ý, 6 biệt cảnh, tâm tư tâm gian cần hỷ dục. Và 19 tâm tịnh hảo, tín niệm tạm quỷ vô tham vô sân hành xả cho đến chánh thân chánh tâm. Và tâm tuệ, tuệ là thấy rõ chúng sinh. Và đằng sau đó nó còn một cái tâm nữa, đó là cái tâm thương xót, gọi là tâm bi, tâm bi vô lượng. Đấy là khi khởi lên một cái tâm thương xót thì ngoài 34 cái tâm thiện kia, cái tâm kia ra nữa, thông thường ra nó còn thêm một cái tâm nữa, đó là tâm bi nữa, là một cái tâm thương tưởng về chúng sinh đó. Đấy, đây được gọi là cái tâm gọi là bi vô lượng. Cái tâm này nó cũng là tâm dục giới, tâm thiện dục giới, cho nên là nó cũng làm vì chúng sinh là một cái pháp chế định, không phải là pháp chân đế, cho nên nó chỉ khởi lên một cái ý môn hướng tâm và bảy cái chấp chavana, mà nó không có khởi lên cái tâm đăng ký. Hay là cái tâm hỷ vô lượng, tâm hỷ vô lượng ấy, cái tâm hỷ vô lượng ở cái tầng thiền ấy, thì gọi là thiền tâm hỷ, nó có thể đạt đến tam thiền. Thì cái tâm hỷ đó nó thuộc về thiện nghiệp sắc giới, nhưng mà bây giờ mình cũng có những cái tâm hỷ nó thuộc về dục giới, như là những cái tác ý hàng ngày, như là mình hoặc cái người mà luôn luôn có cái sự hoan hỷ, tức là mình luôn luôn mong cho những cái người khác có đạt được những cái thành công, mong muốn cho người khác không phải xa lìa những thành công họ đạt được, tức là cái người mà hoan hỷ luôn luôn vui trên cái sự thành công của người khác, thì cái mình cứ thấy ai người ta có cái điều gì hay, điều gì tốt là mình cảm thấy vui theo, mình cảm thấy vui, vui thay, cảm thấy vui thay như chính mình có cái sự thành công đấy, thì đó là một cái tâm hỷ vô lượng. Và cái tâm hỷ này, ví dụ mình muốn phân biệt được nó, muốn hiểu được nó, thì khi mình nhập thiền, mình xuất thiền, mình hướng đến một chúng sinh đang hạnh phúc, mình ta ý mong cho người này không phải xa lìa những thành công đạt được, mình hoan hỷ, mình thích thú theo cái niềm, cái sự thành tựu của người khác, thì lúc đấy cái nội tâm hỷ ở thiện dục giới này nó sẽ khởi lên, nó là một cái ý môn hướng tâm, 12 tâm, và sau đó nó khởi đến 7 cái chập chavana liên tục. 7 chập chavana đấy nó có 35 tâm thức và 7 biến hành, 6 biệt cảnh, 19 tâm tịnh hảo, một cái tâm tuệ quyền và một cái tâm hỷ. Tổng cộng nó 35 cái tâm này nó cùng khởi lên. Khi mà mình cứ hoan hỷ với bất cứ một cái sự thành tựu nào của ai mà, là tự nhiên nó sẽ có cả 35 cái tâm này nó khởi lên, những cái tâm thiện dục giới. Thì chỉ có với cái tâm mà định tĩnh nhận với cái trí tuệ mới phân tích chi tiết được nó ra như thế này, thì ra trong một cái tâm như thế nó được mổ xẻ, nó được chia sẻ, nó được phân tích ra như vậy, giống như là một cái người phân tích cái sắc ấy, với một cái con mắt mà vì đó có sẽ tìm thấy 63 cái sắc nó nằm ở trên đấy, ở trên tai vì đó tìm thấy 63 sắc, ở trên mũi, trên lưỡi tìm thấy ở mỗi căn nó có 63 sắc, ở trên thân nó có vì đó sẽ tìm thấy 53 cái sắc ở trên đây, ở trái tim có 63 cái sắc ở trên đây. Đấy là một chia trẻ mổ xẻ phân tích nó ra, thì bây giờ ở một cái tâm nó khởi lên, nó nhận biết một cái cảnh, vì nó cũng có thể mổ xẻ chia trẻ phân tích nó ra, nó không phải là chỉ có một cái tâm mà hướng lên. Ví dụ bây giờ mình hướng đến một cái chúng sinh đang khổ đau, mình khởi lên một cái tình thương, không phải nó chỉ có một cái tâm đấy, mà trong đó nó có tới 35 cái trạng thái khác nhau. Nhưng mà với một cái tâm có định, với một cái trí tuệ rất là tỉ mỉ, rất là công phu, rất là sâu sắc, vì đó mới mồi sẽ chia sẻ, phân tích được ra từng từng cái trạng thái một. Trong một cái ý niệm đấy thôi mà nó có tới 34-35 cái trạng thái tâm khác nhau như thế này. Đấy là cái sự phân tích tâm, phân biệt tâm, mổ xẻ, chia sẻ cái trạng thái tâm nó ra như vậy, thì mình mới biết được rằng cái sự cái tâm nó có cái sự gắn kết như thế, nó có cái sự kết hợp như thế, và nó có cái sự sinh khởi như thế, nó có cái nhân duyên như thế, nó có cái tiến trình như thế, nó có cái quy luật, nó có cái sự vận hành như vậy.
và mình mới hiểu ra được cái tâm nó cũng có thể mổ xẻ chia sẻ, nó mình phá vỡ ra được những cái khối tưởng về tâm. Tâm nó không phải là một linh hồn, nó không phải là một cái dòng chảy tương tục, nó không phải là một cái dòng chảy liên tục nào cả, mà nó có cái sự lắp ráp, nó có cái sự kết hợp, nó có cái sự gắn kết với nhau như vậy. Nó giống như là mình nhìn vào một cái nhà, nó không phải là một cái khối đồ sộ như thế mà mình mổ xẻ chia sẻ nó ra, đây là gạch, đây là cát, đây là sắt thép, đây là xi măng. Nó tất cả những cái thứ này nó được nhào trộn, nó được gắn kết với nhau và nó đúc kết lên thành một ngôi nhà. Như vậy một cái thân này cũng vậy, nó không phải là một cái khối thân này tổng thể này, mà nó đúc kết bởi những cái hạt sắc chân đế với nhau. Cũng vậy một cái tư tưởng này nó khởi lên, một cái ý niệm này nó khởi lên, nó không phải là có một cái dòng tâm này nó khởi lên, nó không phải là có cái tự ngã nào nó khởi lên, mà đấy là nó là một cái chuỗi tâm, những cái chuỗi chiến tình tâm, những cái trạng thái tâm khác nhau như thế, nó cùng khởi lên với nhau, cùng sinh cùng diệt với nhau. Bằng những cái trạng thái tâm nó sinh lên cùng sinh lên với nhau, và sau đó nó cùng diệt đi với nhau. Nhưng trong những cái trạng thái tâm đấy, cái tâm nào nó mạnh, cái tâm nào nó yếu thì nó lại khác. Ví dụ trong cùng một cái tâm hỉ, trong cùng ví dụ như một cái tâm này, tại sao lại được gọi nó là tâm hỉ vô lượng? Bởi vì cái tâm hỉ này nó mạnh, nó trội hơn tất cả những cái tâm khác, thì cái tâm này nó được gọi là tâm hỉ. Còn ở cái tâm bi, khi mà nó khởi lên một cái tình thương thì cái tâm bi đấy nó mạnh nhất, nó trội nhất, cho nên nó được cái tâm đấy nó là cái tâm bi, hướng đến nó khởi lên cái tâm bi đấy nó khởi lên, và sau đó tất cả những cái trạng thái khác nó cùng sinh khởi theo. Nên đến cái tiếp này, cái tâm chánh ngữ, cái tâm tiết chế phần chánh ngữ, thì nó nhập thiền và suốt cõi tầng thiền, rồi sau đó hướng tâm đến một cái thời điểm giữ giới không nói dối, thì cái tâm chánh ngữ nó khởi lên. Ví dụ như là bây giờ một cái người nào đó hỏi mình một cái sự việc gì đó mà mình không có nói dối, mình nói đúng với sự thật, thì cái trạng thái đấy được gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ là cái trạng thái mà mình có thể đứng trước một cái trạng thái là do dự, nói thật hay nói dối, nói thật hay nói dối, nhưng mà mình không dám nói dối, mình cũng không dám nói dối, mình đã nói nên cái sự thật, thì đó gọi là chánh ngữ. Trong những cái lúc ví dụ như là bây giờ, nhất là những cái người nào mà làm những cái công việc như là đi bán hàng, người đó sẽ có rất là nhiều, người ta sẽ hỏi cái này là hàng thật hay hàng giả, cái này là hàng nước ngoài hay là hàng nội địa. Nhưng mà bây giờ mình vì cái lợi ích của mình chẳng hạn, thì cái người đó hay nói dối, hay nói dối để có được nhiều cái lợi, để câu được cái lợi cho mình. Nhưng mà một cái người vượt qua được cái trạng thái bất thiện đấy, vượt qua được trạng thái bất thiện đấy, vì vị đó sợ cái điều tội lỗi, vị đó cảm thấy xấu hổ với lại những cái pháp mà không đúng, những cái sự dối trá này, vị đó cảm thấy xấu hổ và vị đó cảm thấy ghê sợ những điều tội lỗi, và vị đó phải nói lên những cái sự thật. Cho nên là ai hỏi những cái gì mà nó có cái sự bí mật, nó có cái điều bí ẩn, và vị đó luôn luôn chọn cho một cái câu trả lời đó là nói đúng sự thật, thì trong cái lúc mà bị đó lựa chọn cái câu trả lời đó là nói đúng sự thật và không có lựa chọn cái câu trả lời là nói sai sự thật đấy, thì cái lúc này nó thành tựu cái pháp gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ là vị đó đang đứng ở trước hai cái ngưỡng cửa này, nói thật hay nói dối đây. Nói dối thì mình có lợi nhiều hơn đấy, nhưng mà mình vẫn cảm thấy hổ thẹn và ghê sợ, cho nên sẽ nói lên sự thật. Thì cái lúc đấy được gọi là tâm tiết chế. Tại sao nó gọi là tiết chế? Bởi vì mình phải chế ngự lại cái lòng tham ấy kìa. Để mà nói lên cái sự thật này, nó sẽ có cái sự bất lợi đây, nhưng mà vẫn phải nói, không được lợi ngay trước mắt đây. Thì cái người nào cái sự mà tiết chế nó mạnh, chế ngự được cái tâm tham
đại chế ngự được cái tâm sân đại, vì cái người vị đó mới phát triển được những cái tâm chân chánh đấy, được cái chân chánh đấy, gọi là cái tiết chế phần này vậy. Thế thì trong cái lúc vị đó mà khởi lên cái tư tưởng nói ra cái sự thật đấy, đó được gọi là chánh ngữ, thì lúc đấy cả một cái lộ trình tâm thiện dục giới này nó sẽ khởi lên. Đó là nó cũng có đầy đủ 34 tâm, 35 tâm, một cái ý nó hướng đến cái điều chân, nó hướng đến cái lời nói thật ấy. Nó có 12 tâm, và sau đó nó có 7 cái lộ trình tâm nó khởi lên, 7 cái chatchavana nó khởi lên, đầy đủ 35 tâm, 10 tâm thức, 7 cái biến hành, 6 biệt cảnh, 19 tâm định hạ tuệ quyền, và thêm một cái nữa là chánh ngữ. Đấy là một cái lời nói chân chánh. Chân chánh đấy nó được thành tựu khi cái vị đó có cái sự tiết chế, đó là chế ngự lại cái lời nói dối kia, và vị đó đã nói ra cái lời nói thật. Nên là cái người nào có cái sự tiết chế, chế ngự cái tâm bất thiện của mình mà, thì cái tâm cái những cái hành động, cái lời nói, những cái ý của vị đó, cái tâm chân chánh của vị đó nó sẽ mạnh lên. Còn cái người nào có cái sự tiết chế yếu thì cái người đó sẽ cái pháp chân chánh này nó sẽ yếu, và những cái tà, những cái tâm tà nó sẽ mạnh lên. Nên cái sự người nào mà có cái sự thu thúc cao độ, thu thúc về các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, luôn luôn có cái sự thu thúc giữ gìn, thì đấy là cái sự có cái sự tiết chế. Tiết chế trước một cái sự buông lung, tiết chế trước một cái sự phóng dật, tiết chế trước cái sự dao động đối với cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Và trong lời nói vậy, nó có cái sự tiết chế, tiết chế cái lời nói dối nặng, thì nó mới thành tựu ra được cái lời nói thật, cái lời nói chân chánh, tiết chế những cái tà ngữ. Cái tiết chế nữa đó là tiết chế về chánh nghiệp. Ví dụ như là vị đó muốn phân biệt cái tâm tiết chế này, chế ngữ về chánh nghiệp thì nó nhập thiền và hướng tâm đến một thời điểm mình đang cố giữ giới. Thế như là vị đó phải giữ giới không sát sinh, thì vị đó phải có cái sự tiết chế. Ví dụ bây giờ vị đó mà khởi lên cái phát nguyện ở trong tâm là ta sẽ giữ giới không sát sinh, và khi mà vị đó gặp những cái đối tượng ở trước mắt mình, ví dụ như vị đó thấy con muỗi nó cắn mình, thì vị đó muốn đập nó, nhưng mà vị đó phải chế ngự lại, thì cái lúc đấy nó thành tựu cái tâm thiện và tiết chế phần này. Hoặc là khi mà vị đó gặp những cái con mồi rất là ngon, như là gặp con đang đi đường gặp những cái con vật mà mình hay bắt mình ăn thịt trước kia, nhưng mà bây giờ mình phải tiết chế ngự nó lại, mình sẽ tránh nó, mình thả nó đi, mình không có làm hại nó, thì cái đấy nó phải có một cái sự chế ngự lại, phải có cái sự tiết chế lại mình mới làm được. Giữa một cái hành động đó là sát và không sát, hay là những người mà có cái thói hay là ăn trộm đồ người khác, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy mình cảm thấy hổ thẹn và cái sợ những cái điều xấu này, điều bất thiện này, và mình chế ngự lại. Dù trong một cái hoàn cảnh nó có thuận lợi đến đâu, mình cũng không có khởi lên cái tâm là lấy trộm của ai, thì cái lúc đấy cái tâm tiết chế này nó sẽ khởi lên. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đấy là những cái tà nghiệp, và mình chế ngự lại, mình không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nhưng mà mình phải hướng vào cái thời điểm mà mình đang chế ngự lại cái hành động muốn sát sinh này. Và để không sát sinh, mình chế ngự được cái hành động muốn lấy trộm này, để giữ được cái chân chánh là không lấy trộm. Ở hành động tà dâm này mà mình chế ngự lại được cái hành động tà dâm, để thành tựu được cái gọi không tà dâm, thì lúc đấy nó sẽ thành tựu được cái tiết chế về chánh nghiệp. Chánh nghiệp đây là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, mà ba nghiệp đấy nó có sự tiết chế. Thì lúc đấy nó sẽ khởi lên một cái nộ tâm như vậy, một cái ý môn hướng tâm, 12 tâm, 7 cái chamana, 7 cái chamana, 35 tâm.
thức và cái biến hành 6 biệt cảnh, 19 tâm tịnh hảo tuệ quyền, và một cái tâm nữa đó là tâm chánh nghiệp. Tâm chánh nghiệp, tâm chánh nghiệp đây là cái tâm mà mình đang chế ngự, chế ngự không cho vi phạm, chế ngự không làm cái điều đó, thì cái tâm chế ngự này được gọi là chánh nghiệp. Khi mà mình lúc nào mình cứ chế ngự mình không làm những cái việc bất thiện thì lúc này nó sẽ thành tựu cái tâm, cái tâm thiện. Thì tất cả những cái tâm này nó sinh lên thì nó cũng là những cái tâm, nó là nhân và nó sẽ cho quả ở tương lai. Thì nó có 7 cái chamana này, chamana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái chamana nó khởi lên. Thì cái chamana đầu tiên là cái nó sẽ yếu hơn, rồi đến chamana thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, cái chamana thứ 7 này nó sẽ mạnh nhất. Nó có 7 cái chamana, 7 cái nội tâm nó sinh lên, nó diệt đi, tức là cái tiết chế này nó sinh lên 7 mà nó sinh lên một cái nó diệt đi, nó sinh lên một cái nữa nó diệt đi, nó sinh lên một cái nữa nó diệt đi, nó 7 lần nó sinh diệt như vậy trong một cái niệm của mình, trong một cái ý niệm tiết chế này của mình, thì nó sẽ sinh lên và diệt đi 7 lần liên tục như vậy. Và 7 lần liên tục như vậy nó sẽ tạo ra những một cái nghiệp. Vì cái, những cái tâm này là tâm thiện, nó sẽ tạo ra những cái nghiệp thiện. Ví dụ như là cái chavada thứ nhất này, nó có thể nó là một cái thiện nghiệp này, nhân nghiệp nhân, nó sẽ trổ quả, và nó sẽ trổ quả ngay ở trong kiếp sống này. Cái tâm thiện này, ví dụ mình có cái sự chế ngự, có cái sự chế ngự về về những cái hành động về thân khẩu ý này, và nó sẽ cho quả ngay lập tức, cho quả ngay trong cái kiếp sống này. Nếu như nó có đủ điều kiện, có đủ nhân duyên, thì lúc đấy mình sẽ, nó sẽ trổ quả, mình được như là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, những cái điều mà mình ước muốn trong đời này nó thành tựu. Nhưng mà nó không đủ duyên thì nó không trổ nữa thì nó thôi. Còn cái chavana thứ 7 là mạnh nhất, chavana cuối cùng là mạnh, thì nó sẽ trổ ở kiếp thứ 2, nó trổ ở kiếp ngay kiếp sau cái kiếp này, sau khi mình sinh ra. Hoặc là nó sẽ trổ trong cái lúc mà mình đi đầu thai, đi tục sinh. Còn chavana thứ 2, 3, 4, 5, 6 này thì nó sẽ trổ ở trong từ kiếp thứ 3 và cho đến vô lượng kiếp về sau. Kiếp 3, 4, 5, 6 và cho đến khi nào nó đủ đầy đủ nhân duyên nó sẽ trổ. Đấy là một cái, mỗi một cái chặng chavana nó khởi lên rồi nó diệt đi. Nó lại để lại một cái nghiệp, nó khởi lên nó diệt đi, nó để lại một cái nghiệp, nó khởi lên nó diệt đi, nó để một cái nghiệp nào. Nên 7 chavana nó sinh lên và nó diệt đi, nó để lại cả một cái chuỗi nghiệp như vậy. Cho nên là sau đó nó, mình lại hướng tâm đến khởi lên một cái ý niệm giữ gìn như vậy nữa, thì nó lại tiếp tục khởi lên 7 cái chavana lại sinh lên diệt đi, sinh lên diệt đi. 7 chavana như vậy, mỗi chavana nó sẽ trổ những cái, cho nên là trong một cái thiện nghiệp nó có thể trổ quả rất nhiều lần là vậy. Có thể nó trổ ở trong đời này, nó trổ ở kiếp thứ 2, nhưng mà nó chưa hết, nó lại trổ ở kiếp thứ 3, thứ 4. Nó có những cái nghiệp nó sẽ trổ rất nhiều kiếp, những cái thiện nghiệp nó vậy, nó có thể trổ rất nhiều kiếp. Những ác nghiệp mà nó có thể mình chỉ tạo một lần mà nó sẽ trổ rất nhiều lần, nó cho quả rất nhiều lần. Đấy, chính là vì nó có nhiều những cái chặng bắt đầu, những cái trọng tâm này nó sinh lên và nó diệt đi như vậy. Đến cái tâm nữa gọi là chánh mạng. Chánh mạng là sau khi nhập thiền và rút khỏi thiền, thiền định vị đó hướng tâm đến một cái thời điểm mình đang cố ý giữ giới tà mạng, giữ giới không tà mạng, thì chánh mạng về thuộc về dục giới được khởi lên. Tà mạng nghĩa là bây giờ mình làm một cái việc gì đó để nuôi sống cái mạng, cái thân mạng này, mà mình nuôi sống cái thân mạng mình với cái tâm, với một cái nghề nghiệp, với một cái hành động và nghề nghiệp chân chánh, thì đó được gọi là chánh mạng. Nếu như mình có cái hành động và nghề nghiệp bất thiện để nuôi sống cái mạng này thì đấy được gọi là tà mạng. Thế bây giờ mình khuynh hướng là mình đi kiếm sống, đi kiếm tiền cũng được gọi là kiếm sống, đi kiếm một cái nghề nghiệp nào đó cũng được gọi là đi kiếm sống để nuôi thân. Mình làm một cái gì đó với cái tác ý là làm cái việc này để nuôi mạng sống, thì cái đấy nó thuộc về mạng, chánh mạng hoặc tà mạng. Làm cái việc này, ví dụ như là bây giờ mình đi làm một cái việc
có người rủ mình đi làm một cái việc, đó là đi để nuôi sống bằng để kiếm sống bằng cái cách như là đi đánh bắt, đi sát hại chẳng hạn. Thế là lúc đấy mình không làm cái việc này. Đấy, thì ngay trong cái lúc đấy mình chế ngự lại, mình biết rằng là cái việc này nó rất là có, mình làm cái việc này thì có cái thu nhập cao, có cái lợi ích trước mắt đây, nhưng mà mình thấy cái việc đấy nó bất thiện, mình cho nên là mình chế ngự lại, mình tiết chế, mình ức chế nó, mình không làm cái việc đấy. Thì lúc đấy cái tâm chánh mạng này nó khởi lên, bất cứ vậy nuôi mạng thanh tịnh, bất cứ một cái hành động gì nuôi mạng thanh tịnh thì lúc đấy được gọi là chánh mạng. Thì khi chánh mạng nó khởi lên thì những cái tâm đấy, nó cái tâm thiện thuộc về chánh mạng này nó khởi lên. Thức bảy biến hành biệt cảnh 19 tâm định hảo tuệ quyền và một cái tâm nữa được gọi là chánh mạng. Thế vậy là nó có 35 tâm. Thế thì lúc đấy vị đó mới phân biệt như thế, vị đó sẽ biết được là những cái hành động này, những cái tư tưởng này là cái tâm thiện, những cái hành động này, những tư tưởng này là tâm bất thiện, những cái hành động, những cái tư tưởng gì đấy nó thuộc về cái tâm thiện gì. Và từ cái sự thực hành thiền tuệ để phân biệt tâm thì nó mới hiểu được một cách rất là sâu sắc về các cái trạng thái tâm, về các cái tâm thiện, và phân tích ra được các cái tâm thiện khác nhau, các cái trạng thái tâm thiện khác nhau, các cái tâm thiện mà nó lấy những cái pháp chế định để làm đối tượng, hoặc là nó lấy những cái pháp chân đế làm đối tượng, thì nó cũng có cái sự sinh lên khác nhau, các cái số lượng tâm nó cũng khác nhau, cái tâm dục giới nó cũng khác với cái tâm sắc giới, cái tâm vô sắc giới nó có cái sự khác nhau, và nó có cái sự tác ý khác nhau, cho nên nó khởi lên những cái tâm trạng khác nhau. Còn ngoài ra nữa thì nó còn có một cái độ nữa là cái độ ngũ môn. Tâm thiện dục giới thì nó sinh lên không chỉ ở ý môn mà nó còn sinh lên ở ngũ môn, năm căn. Còn các cái tâm khác thì nó chỉ sinh lên ở ý môn, ví dụ như tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới và các cái tâm siêu thế thì nó chỉ sinh lên ở ý môn thôi. Nhưng mà đặc biệt ở cái tâm dục giới này thì nó lại sinh lên ở năm môn nữa, gọi là nó sinh lên ở cái nội ngũ môn thôi. Sẽ khởi lên khi các căn tiếp xúc với các trần cảnh, nó sẽ khởi lên các cái nội tâm. Như giờ con mắt mình nhìn thấy một cái cảnh trần, mình chỉ thấy cái cảnh trần nó đập vào trong mắt mình, mình yêu nó hay mình ghét nó hay mình nhìn dưng với nó, với cái trạng thái bình thường mình chỉ hiểu rất là sơ sài đơn giản như thế. Cái cảnh này là cái cảnh quen thuộc hay là cái cảnh này là cảnh mới lạ, cái cảnh này là đáng ưa hay là không đáng ưa, hay là cái cảnh bình thường không đáng để tâm. Nên thì nhưng mà khi mà chia sẻ một sẽ phân tích nó ra thì nó có rất nhiều cái trạng thái tâm nó cùng sinh lên trong một cái thời điểm mà một cái căn nó tiếp xúc vào cái một cái cảnh trần mà nó tiếp xúc vào các cái căn môn của mình. Như mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì nội tình tâm ngũ môn thuộc nhãn thức sinh khởi, một âm thanh nó tiếp xúc nó tác động vào trong nhĩ thức của mình, trong tai của mình thì cái nội trình tâm thuộc về nhĩ thức nó sinh khởi, một cái mùi hương nó tác động vào cái tỷ tịnh sắc của mình thì cái nội trình tâm ngũ môn thuộc tỷ thức sinh khởi, một cái vị nó tác động vào trong lưỡi của mình thì là một cái nội trình tâm thuộc về thiệt thức nó sinh khởi, một cái vật thì nó tiếp xúc vào cái thân này thì cái nội trình tâm ngũ môn thuộc về thân thức nó sinh khởi. Mà để mà hiểu về các cái nội tâm này nó khởi lên khi các căn mà nó tiếp xúc với các cái cảnh trần thì vị đó phải nhập thiền, sau đó vị đó mới suốt một ra khỏi cái tầng thiền thì đó mới cho một cái cảnh sắc nào đó tác động vào trong nhãn tịnh sắc của mình. Thì mình nhìn vào một cái màu nào đó thì mình mới thì nó sẽ tác động cái nhãn tịnh sắc của mình thì nó phải nhạy cảm với một cái màu nào đó. Bây giờ mình nhìn vào cái gì đó nó phải có màu sắc mình mới nhìn được, nhìn vào một cái nó đập vào nhãn tịnh sắc của mình luôn. Nhưng mà bất cứ một cái gì khi mà nó đập vào trong một cái cảnh thuộc về ngũ môn thì nó cũng đập luôn vào ý môn. Tức là bất cứ một cái gì nó đập vào mắt mình thì nó cũng sẽ đập vào trong tim mình, không có cái gì nào không.
một cái âm thanh nó đập vào tai mình thì nó cũng đập luôn vào tim, một cái mùi nó đập vào mũi nó cũng đập vào tim, một cái vị nó đập vào lưỡi nó cũng đập vào tim, một cái vật thì nó đập vào thân nó cũng sẽ đập vào tim, tức là nó đập vào nhãn thì nó cũng đập vào ý thức, nhãn thức nhận biết cái cảnh trần đấy thì ý thức nó cũng sẽ ghi nhận cái cảnh trần, nhĩ thức nghe được cái âm thanh thì ý thức thì nó cũng sẽ ghi nhận cái âm thanh đấy, là cái cảnh ngũ môn luôn cũng sẽ luôn luôn đi kèm với một cái nội trình tâm thuộc về ý môn, cho nên hai cảnh đó nó luôn sinh khởi với nhau. Và để cho một cái tâm thiện nó sinh lên được ấy, thì vị đó phải có cái như lý tại ý. Cái cảnh nó đập vào trong tâm mình, nó đập vào trong một cái căn của mình, nhưng nếu mà cái sự tác ý mà chân chánh thì nó mới sinh lên tâm thiện. Một cái tác ý không chân chánh thì nó sẽ sinh lên tâm bất thiện. Nên nó cũng tương tự như vậy, nó có 6 cách tác ý. Ví dụ như ở trên con mắt của mình phải có 6 cách tác ý. Khi màu nó đập vào mắt mình biết đây là màu. Chỉ cần nghĩ biết là nó là màu thôi, đấy là tác ý chân chánh. Bây giờ có một cái cảnh gì nó đập vào mình chỉ tác ý một cái bông hoa, đây là bông hoa, đấy là tác ý chân chánh. Nhưng mình lại tác ý thấy bông hoa này đẹp quá thì là lúc đấy là tác ý không chân chánh đâu. Mình chỉ biết là đây là hoa. Nên một, bất cứ cái cảnh gì nó đập vào mình chỉ biết nó là nó, thì đó là tác ý đúng. Nhưng mà mình còn vẽ vời thêm cho nó thì nó có thể đúng, có thể sai. Ví dụ màu là một sắc pháp thì đúng. Tất cả những cái gì vật chất này, màu nó là một vật chất cho nên nó là sắc pháp thì đó là tác ý chân chánh, đúng, nó sẽ khởi đến tâm thiện. Màu là vô thường thì đúng, cái gì là vật chất thì nó cũng sinh diệt, nó là vô thường. Màu là khổ thì đúng, màu là vô ngã, màu là bất tịnh, thì đấy là những cái tác ý chân chánh. Có 6 cái tác ý chân chánh đấy thì là nó sẽ khởi đến tâm thiện. Chứ nếu như mình mà tác ý không chân chánh, mình đấy một cái cảnh màu đấy mà mình tác ý là màu này thì, màu này là tôi, màu này là của tôi, màu này là tự ngã của tôi, màu này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi này, màu của tôi thế này, màu da của tôi thế kia, thì đấy là nó có một cái sự chấp trước ở trong đời thì nó không khởi đến cái tâm thiện được. Hoặc là mình thấy cái màu này mình khởi đến cái màu này đáng ghét thì nó sẽ khởi lên cái tâm bất thiện, hoặc là cái màu này đáng yêu nó sẽ khởi lên một cái loại tâm bất thiện khác. Nhưng mà mình khởi lên một cái tác ý đúng với cái bản chất của nó, đúng với cái sự thật của nó, có cái sự hiểu biết đúng, gọi là tác ý chân chánh, thì nó khởi lên những cái tâm thiện. Sau cách tác ý đấy, đối với âm thanh cũng vậy, một cái âm thanh nó đập vào tai mình có cái tác ý đúng, đó là âm thanh đó, thì nó là tác ý đúng. Âm thanh này cũng là một sắc pháp, âm thanh là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, những cái đấy thì là tác ý đúng thì nó khởi lên tâm thiện. Nhưng mà mình tác ý khác đi là nó sẽ khởi đến tâm bất thiện. Mình tác ý sai, tác ý không chân chánh là nó khởi đến tâm bất thiện. Mùi vị hay là một cái xúc chạm vậy, nó cứ đụng chạm đến các căn của mình. Nếu mình tác ý tương tự như cháu cách tác ý này, mình tác ý cho nên là cái người nào mà có cái sự nhận biết, có cái sự hiểu biết, có cái sự tuệ tri về cái sự vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của các cái cảnh trần này, thì cái vị đó sẽ luôn luôn khởi lên được những cái tâm chân chánh, luôn luôn khởi lên những cái tâm bất, những cái tâm thiện. Còn nếu như cái vị nào mà không được hiểu về cái sự thật về cái cảnh trần, các cái cảnh trần nó cũng đều là những cái sắc pháp, nó cũng đều thuộc về vật chất, nhưng mà cái vị đó không có hiểu được cái cảnh trần và luôn luôn để ý đến những cái khía cạnh đáng yêu và đáng ghét của nó, thì vị đó chỉ khởi lên những tâm bất thiện, là cái tâm tham ái dính mắc với cảnh trần, hoặc là cái tâm sân hận nhàm chán, chán ghét với cảnh trần, hoặc là cái tâm si mê, cái tâm hoài nghi do dự trên cái cảnh trần đấy, thì những cái tâm bất thiện nó sẽ sinh khởi. Hiểu được những cái nhân nào nó sinh nên tâm thiện, mình sẽ phát triển những cái tâm thiện đấy được. Còn mà luôn luôn sống với những cái tác ý bất thiện, những cái tác ý sai do mình không hiểu biết, mình sống theo cảm tính của mình có những cái tác ý sai thì nó luôn luôn khởi lên những cái tâm bất thiện. Và mình phân biệt, phân tích được những cái tâm thì mình sẽ hiểu ra được những cái cách thức như vậy, mình sẽ thay đổi được những cái tác ý của mình. Những người phân tích được tâm như vậy thì sau này vì đó sẽ, khi mà hiểu được tâm rồi, vì đó sẽ thay đổi được cái cách tác ý, thay đổi được cái cách nhận biết đối với các cái cảnh trần này,
Thì từ từ dần dần từ những cái sự tuệ tri như vậy, vì đó sẽ dần dần mà sẽ phát triển được những tâm cao thượng càng lúc nó càng mạnh lên, và sẽ diệt trừ những cái tâm bất thiện này, nó càng lúc này nó sẽ càng yếu đi. Thì đấy là cái lý do mà Đức Phật hiện tại là phải phân tích, phải thực hành các cái pháp thiền tuệ này, để mà phân tích danh, phân tích sắc, phân tích các cái trạng thái tâm này. Phân tích trạng thái tâm này thì còn rất nhiều nữa, quay sau học tiếp ngay nhỉ. Itame punyam asavakadam vahamhutu. Itame punyam nipanasa pachayo hotu. Maha punya bhagam sapasatanam pachemi te sabe vietamam punya bhagam napandu sa